Được sự tìm kiếm của rất nhiều giới trẻ hiện nay, đó chính là bí mật của sự thành công là gì. Thực sự đó cũng là câu hỏi mà Mỹ Anh đi tìm kiếm mấy mươi năm nay. Cho đến khi Mỹ Anh được may mắn tìm gặp đến môn học về nghệ thuật, về ngôn ngữ, lập trình ở bên trong, đó chính là NLP. Và khi Mỹ Anh được học hết tất cả các cấp độ về NLP của cô giáo Nguyễn Minh Trang, Học viện Đào tạo NLP Hoa Kỳ Quốc tế, thì thực sự Mỹ Anh được may mắn hơn nữa khi tham gia vào lớp học của bậc thầy thế giới về khai phá tiềm thức và sức mạnh ở bên trong, đó chính là bậc thầy Tony Robbins. Và khi Mỹ Anh được tham gia lớp học của thầy Tony Robbins tại Singapore vào tháng 9 năm 2019 vừa rồi, thì thực sự Mỹ Anh đã vỡ òa khi mình nhận ra được cái công thức thành công này, và Mỹ Anh đã nghiệm nó lại hoàn toàn chính xác. Ngày hôm nay Mỹ Anh sẽ chia sẻ và phân tích thêm một vài góc độ của bản thân mình trải nghiệm. Nó thực sự Mỹ Anh mong muốn, hy vọng rằng sẽ giúp các bạn tìm thấy sự thành công nhanh hơn cho con đường mình đi, mà bạn không phải phí hoài thời gian của mình đi tìm kiếm, được chưa ạ? Vậy thì Mỹ Anh chia sẻ ngay đi ạ. Công thức bí mật của sự thành công mà bậc thầy Tony Robbins đã trao cho Mỹ Anh, cũng như đã giúp cho Mỹ Anh cảm nhận được nó một cách rõ rệt nhất, đó chính là công thức 80-20 của sự thành công các bạn ạ. 80/20 của sự thành công. Vậy 80 ở đây là gì? 80% thành công của các bạn nó đến từ bên trong tiềm thức. 20% sự thành công còn lại mới đến từ bên ngoài thực tế, khi chúng ta áp dụng và thực thi mọi phương án các bạn ạ. Vậy thì ở đây 80% nó quan trọng hơn 20% thực thi bên ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì ngay bản thân các bạn, từ sâu bên trong tiềm thức bạn phải ghi nhận mình là người thành công. Từ sâu thẳm bên trong tiềm thức bạn phải công nhận mình sẽ đạt được kết quả mà mình đã đề ra cho nó thành công. Sâu thẳm bên trong tiềm thức của các bạn, bạn phải tưởng tượng ra được cảnh mà mình gặt hái được vinh quang nó sẽ như thế nào. Và sâu thẳm bên trong của các bạn sẽ phải cảm thấy hạnh phúc với cái khung cảnh mà mình thành công đó. Từng phút giây mà mình thành công đó và từng hành trình mà bạn chinh phục đó, bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thì bạn chắc chắn sẽ thành công với 20% còn lại ở bên ngoài. Nghĩa là lúc này bạn chỉ cần thực hiện, đưa ra phương án, đưa ra giải pháp và thực thi nó mà thôi. Và bạn phải cần kiên trì với mục tiêu lặp đi lặp lại, làm cho đến khi nào nó tạo ra kết quả ở bên ngoài, thì thành công của bạn là như thế đó ạ. Và Mỹ Anh đã trải nghiệm nó từ hành trình, từ ngày Mỹ Anh học ở bậc thầy Tony Robbins trở về. Thực sự là nó vô cùng vi diệu với công thức 80-20 này các bạn ạ. Khi Mỹ Anh muốn đưa ra một cái kế hoạch nào đó, một cái mục tiêu nào đó, Mỹ Anh luôn luôn huấn luyện tiềm thức của mình ở bên trong. Mình sẽ hoàn toàn tin tưởng mình làm được, mình sẽ vượt qua mọi trở ngại để mình làm được. Không có khó khăn nào có thể ngăn cản bước chân của mình. Khi mà mình đã mong muốn thì chắc chắn nó sẽ thành công. Và mình cảm nhận được từng cung bậc hạnh phúc trên hành trình mình bước đi đó. Và đúng nó là như vậy các bạn ạ. Và vô cùng đơn giản khi các bạn có thể nhìn thấy trên hành trình của cuộc đại dịch corona hiện nay, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng hoang mang, sợ hãi và lo lắng. Và mọi người gần như bị đảo lộn cuộc sống của mình. Thì Mỹ Anh đã sử dụng đúng cái công thức này. Mỹ Anh tập và Mỹ Anh huấn luyện lại tiềm thức của mình. 80-20 ở đây Mỹ Anh tin tưởng là Việt Nam sẽ vượt qua được mọi sự khủng hoảng hiện tại. 80% Mỹ Anh tin tưởng rằng là thế giới rồi sẽ dập đi được cơn đại dịch này mà thôi. 20% còn lại là Mỹ Anh đang thực thi mọi phương án để điều đó diễn ra đây các bạn ạ. Và thực sự nó vô cùng tuyệt vời khi Mỹ Anh cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, đội nhóm mình tràn đầy năng lượng và tất cả mọi người xung quanh Mỹ Anh đều tràn đầy năng lượng để điều đó đang diễn ra đây ạ. Và chắc chắn Mỹ Anh cũng hy vọng rằng video clip này sẽ giúp cho các bạn tìm ra được cái bí mật của sự thành công, nó nằm ở 80-20 này, vô cùng quan trọng luôn. Bạn hãy thử áp dụng vào từng công việc nhỏ của mình mỗi ngày thôi. Bạn sẽ thấy nó hoàn toàn trở thành sự thật và bạn sẽ thấy nó vô cùng vi diệu. Bạn áp dụng vào trong việc mà mình quản trị tài chính, bạn áp dụng nó vào trong việc bạn nuôi dạy con, bạn áp dụng nó vào trong việc bạn quản lý công việc trong gia đình một ngày, bạn áp dụng nó vào trong việc bạn đi làm ở cơ quan. Rất nhiều nơi mà bạn có thể áp dụng công thức này, chứ nó không chỉ đơn thuần áp dụng trong kinh doanh các bạn nhé, nó áp dụng được trong tất cả các
các lĩnh vực và khía cạnh của cuộc đời của các bạn luôn. Ví dụ như trong mối quan hệ đi, các bạn nghĩ rằng mình sẽ có một mối quan hệ hạnh phúc với chồng của mình sẽ thấu hiểu anh ấy, mình sẽ tin tưởng anh ấy và vợ chồng mình sẽ thực sự viên mãn. Bạn phải tin tưởng điều đó ở bên trong tiềm thức của bạn tuyệt đối đến 80%. 20% còn lại ở bên ngoài bạn sẽ khắc phục mọi cái điểm lỗi để nó tạo thành điểm hoàn hảo. Vậy thì kết quả cuối cùng bạn sẽ đạt được là bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc viên mãn như bạn mong đợi. Bạn thấy cái công thức này tuyệt vời không ạ? Và Mỹ Anh đã áp dụng cho công việc của mình, gia đình của mình, con cái của mình, mối quan hệ của mình và rất rất là nhiều thứ đã thành công. Hy vọng clip ngày hôm nay Mỹ Anh sẽ giúp cho các bạn có thêm được cái bí mật của sự thành công, nó đơn giản như vậy đấy ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip lần sau. Đừng quên like và share cho Mỹ Anh và nhớ đăng ký kênh YouTube của Mỹ Anh để nhận thêm những video clip nhiều hơn nữa. Mỹ Anh có thể chia sẻ cho các bạn nhé.